Anh ơi, dạ. Bây giờ Thái Anh đi lấy 3 vật theo yêu cầu của cô nhá. Thái Anh đi lấy cho cô con gà, con bò và con chó. Trời, rất giỏi, mang vào đây nhanh lên nào, nhanh. Rồi con đặt xuống nào. Rồi. Chính xác, rất giỏi. Thái Anh ơi, con vừa đi lấy. Chỉ tay nào, con vừa đi lấy. Con bò, con chó. Chính xác, đi lấy cho cô quả táo, quả cam và quả nho. Quả táo, quả cam và quả nho. Rồi, chính xác, rất giỏi, nhanh lên. Đúng rồi, đặt xuống nào. Rồi. Thái Anh ơi, con vừa đi lấy. Tôi lấy quả cam, quả táo, hoa, quả ngò. Chính xác, đi lấy cho cô cái cốc, cái bát và cái ghế. Cái cốc, cái bát và ghế. Đúng rồi. Rồi, rất giỏi, chính xác. Rồi con vừa đi lấy cái gì nào? Vừa đi lấy rồi, lượt cuối cùng đi lấy cho cô ô tô, xe máy và máy bay. Ô tô, xe máy và máy bay. Rồi cầm vào đây cho cô nào. Rồi con đặt xuống. Rồi Thái Anh ơi, con vừa đi lấy cái gì? Bay, ô tô, xe máy. Rất giỏi, cô khen bạn Thái Anh. Ồ, yeah.